Nhóm thuật ngữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì con rất là vui khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Nghiệp và cô Dung, đến thăm hoàn cảnh gia đình của bạn Bảo Trân. Thì theo như con được biết trước đó thì bạn bị bệnh sốt não và não có mủ. Thì căn bệnh này đã kéo dài 18 năm nay, hiện tại thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn cho gia đình của bạn luôn. Để hiểu rõ thêm về do hoàn cảnh thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong nhà nha. Dạ. Dạ, con chào chú ạ. Thôi con mới tới. Dạ. Mình ngồi ở phía trong này luôn đi cô ha. Dạ, cô ngồi ở đây để mọi người được thấy bên trong. Chú ơi, chú ngồi đây với con luôn nha. Dạ. Chú với con ngồi cạnh nhau đi ha. Dạ. Trước tiên thì cho con hỏi là cô chú thì năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cô 44 tuổi rồi. Dạ, còn chú thì sao chú? Dạ. 48. Rồi ở nhà thì hiện tại là gia đình mình làm nghề gì hả cô chú? Mướn một cô. Ai mướn gì làm đấy vậy đó, chị con ổng làm, còn cô ở nhà chị chuẩn bé mà. Nhà cô thì ở nhà là giữ trần, còn chú thì đi làm. Nhà rồi đi làm như vậy thì có đủ để mà mình chi tiêu trong nhà không hả chú? Đủ bơ hay thiếu. Nhà cụ thể là chú làm những công việc gì chú có thể nói cho con nghe được không? Xịt cá, xôi cá này kia nói vậy đó. Dạ. Không có mặn gì, mướn cho người ta là như đây ít ai mướn gì lắm vậy. Đi xôi cá, xịt cá này, ớt lương vậy đó. Dạ, vậy là làm nghề xông nước. Dạ, rồi cá mắm đồ đem lên là mình bỏ mối ra cho bạn hàng hay là mình bán lẻ hả cô? Mình đi căn giữa cho người ta. Vậy là căn ở giữa. Ngoài 200, trong ngoài vậy. Dạ. Dạ, vậy là cũng tùy vào con nước ha. Dạ. Rồi hồi trước tới giờ là ngoài cái nghề mà bắt cá ra thì trước đó chú có làm gì không? Lúc trước thì đi Bình Dương. Đi Dương rồi con bé này bệnh tới bệnh lưu hoài thì đi về, cái về cái lên chợn, cái đợt đợt lên chợn mới có 2 tháng vậy, cái bệnh dịch cái ở chợn kẹt trên 3-4 tháng trời. Dạ. Rồi cái đi về đây về luôn, ở luôn không có đi nữa. Con bé này bệnh tới lưu hoài á, đâu có ở chợn được, đâu có cho ở chợ đâu. Rồi đi làm là cũng đem theo lên chợ luôn đi hết con. Luôn đi hết luôn cho con bé út nhỏ nhỏ nó giữ đó, rồi đi mặn cái chắc chưa đi về cho nó ăn uống đàng hoàng, cái chuyện cái đi buổi chiều. Dạ. Đi rồi về chứ đâu dám ở đâu. Rồi từ hồi dịch tới giờ là mình không có đi làm nên là mình về đây ở luôn. Ở luôn, không có làm, không đi nữa. Dạ. Theo như con được biết đó là Trân năm nay là 22 tuổi rồi đó hả cô? Dạ, 22 tuổi. 22 là Tết tới nữa là 23 đó. Dạ. Rồi cái căn bệnh của Trân thì cô có thể chia sẻ lại với con là hồi trước đó là Trân bị cái gì không cô hả? Đó là bị nó bị sốt não mủ. Sốt não. Sốt não mủ. Rồi đầu có 2-3 ngày cái đầu đi bệnh viện, cái nó giật luôn, tới rồi đi bệnh viện rồi bác sĩ nói là bị sốt não mủ. Ừ. Nằm trong cấp cứu là 1 tháng mấy, 1 tháng 20 ngày cái đầu cái có liệt hết trơn nữa, thằng người nó liệt hết luôn. Không nó nhích được luôn. Cái đầu nó không biết trơn á, nằm đó bác sĩ kêu thôi về đi em sạn đồ cho em đi, em không có ai cứu được đâu. Cút tiếp hơi là nó chết. Rồi mình thấy con vậy nó còn hơi thở, thôi bác sĩ cứu đi, rồi tới đâu hay tí đó chứ giờ rút ra tội quá. Dạ. Sau là để vô cái đầu sao nó tỉnh lại. Tỉnh lại rồi đầu đi về, lúc nó đi về á, xuất viện về thì nó biết. Ừ. Nó biết cái sau này nó giật tực, rồi đi bác sĩ lên phố, bác sĩ nói tại vì cái bệnh của nó, cái não của nó sau này nó xoay chuyển lại một chứng bệnh nữa là tới chết luôn. Dạ. Đó. Rồi đầu về thuốc men này cái nọ không biết muôn trùng thuốc nào nói cũng không hết. Rồi là bây giờ là hiện tại là Trân chỉ nằm có một chỗ như vậy thôi, rồi mọi vậy. Sinh hoạt của Trân là mình phải làm lo hết. Nó không biết cái gì hết, cho mày cho không cho thôi, không biết gì hết, vậy đó không biết luôn. Rồi đói cũng không biết kêu luôn. Không biết kêu gì hết đâu, từ hồi phát bệnh giờ là không có nói chuyện luôn. Hồi đó nói chuyện nghe, lúc bệnh giờ là không nói chuyện luôn. Dạ, Trân là bị bệnh hồi lúc mấy tuổi ha con? 4 tuổi. 4 tuổi tới giờ là mười mấy năm rồi. 18 năm. 18 năm bệnh rồi đó. Rồi mỗi lần mà ăn uống nữa là tới giờ thì mình đem lên mình cho ăn thôi. Dạ. Lúc ăn sáng cho ăn sớm cái đầu cái trưa cho uống sữa, chiều ăn cái tối uống sữa, hay nào mà nó ít giật quá thì ăn cơm được, còn nó giật quá là uống sữa, đổ sữa không. Dạ. Mỗi lần mà giật lên là không có ăn được luôn hả cô? Giật dữ lắm, mấy em nhiều khi nó giật là một ngày, đi nó giật tối ngày luôn. Nó cô là giật nó đạm nó lên là cái nó là nó chào nó nghẹt là mình vỗ mình vuốt nó chết không đó. Dạ. Rồi mỗi lần mà như vậy mình có chở đi bệnh viện hay sao không cô? Lần mình nóng ruột không biết mình chở đi, bác sĩ nói đừng nên chở nữa, đem nhà có thuốc men gì đó mình cho nó uống nó khỏe vô, rồi thôi cho ăn uống gì bình thường. Bác sĩ qua đây chích thuốc. Rồi bác sĩ qua đây chích thuốc khỏe, rồi vô nước biển bồi dưỡng. Dạ. Vậy chứ không có chở đi nữa ha. Dạ, tại con thấy hiện tại thì ốm quá chừng ốm nè. Dạ. Làm hai mặt tả bà bi. Tả bà bi, lô 4 năm cái bà bi á. Một tháng là từng 1 triệu mấy 2 triệu tiền baby. Còn sữa mà mình cho uống thì mình cho uống sữa gì hả cô? Nó sữa Limil. Sữa trên bịch á. À.
sữa này á hả cô? Rồi một tháng là uống khoảng bao nhiêu thùng? Thùng, hai thùng cũng có. Miếng ăn nhiều được nhiều thì uống chừng thùng, thùng ngoài. Còn miếng nó giật quá thì uống sữa thì tháng hai thùng ngoài cũng có. Dạ. Mà bình thường cho ăn là mình có cho ăn giống bình thường của mình không? Hay là mình có phải nghiền cơm nhỏ ra không cô? Ăn bình thường, canh, riêu, cá, mắm, thịt hà đầy đủ như mình ăn thôi. Bình thường. Dạ. Chỉ có là mỗi lần mà giật lên thì không có ăn được thôi. À, ngoài là cô không thấy, cô thấy mắc sợ luôn. Dạ. Cắn ra nha. Nhiều khi nó cắn chị thấy sợ cắn lưỡi, chị lấy quýnh qua quýnh lấy cái tay đút vô nó cắn cùng cái tay luôn. Giật cái tay mà rẽ không ra luôn đó. Nó cắn nó gồng mình là nó chào mà biết. Dạ. Rồi bây giờ thì tay chân là cũng có vậy thôi có đó hả cô? Con tay này không nhích được này, con cái tay này nó bị nhấn luôn. Bên tay bị hết trơn. Dạ, quá chèn ốm rồi. Ốm nè, nó hồi lần đêm viện là nó bốn mấy 50kg đó. Dạ. Mà biết cái đầu mà nó ốm vậy nó giật ghế cái nó đâu có phát triển được đâu. Dạ. Rồi cho uống thuốc hồi lần là chỉ thuốc đó, người ta bị giật đó, cái đầu có mua thuốc mà lần một lần lấy là 2 triệu mấy 3 triệu tiền thuốc. Đây uống tháng ngoài nó uống bắt đầu nó chịu nó mặc thù lù luôn. Dạ. Sao nó không chịu thuốc nữa, nó giật lại giờ còn hơn cái lúc kia trước nữa. Dạ. Mình thấy nóng ruột người ta uống hết á, còn mình mua cho nó uống thêm uống bắt đầu 2-3 tháng không giật quá trời mừng luôn. Nó giật không giật nó mập thù lù, nó ăn mập thù lù luôn. Dạ. Yeah. Tới chừng nó sau 2-3 tháng rồi nó không chịu thuốc, nó giật lại giật còn hơn đó nữa. Dạ. Yeah. Vậy rồi bây giờ là mình có còn cho uống thuốc hay là lấy thuốc ở đâu không hả cô? À giờ không có lấy thuốc nữa, giờ là như cho nó ăn có gì cho nó ăn là sữa, ăn uống bình thường, nó đi uống nó giật quá thì mua thuốc thôi, kêu bác sĩ qua chích bồi dưỡng dược liệu. Yeah. Chứ không có đi lấy thuốc cho uống nữa ha. Dạ. Uống càng. Rồi ngoài người con này ra thì cô chú còn người con nào khác nữa không? Không, có nhỏ này đó, nhưng Út với nhỏ có chồng hay đứa con đó. Là có chồng mới gửi con nó đi làm đó. Dạ, ba người con gái. Ba người con gái mà, không dạ. Có trai. Rồi người con lớn thì đi làm xa nhà hả cô chú? Đi làm Bình Dương. Rồi gửi lại hai bé nhỏ này là cháu ngoại ở nhà giữ luôn. Dạ. Còn con nhỏ thì năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi hả cô? Đó là 15 tuổi. 15 tuổi rồi, là hai bạn kia là vẫn bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường hết ha. Dạ. Rồi ở nhà rồi vừa chăm lo cho chị này, có một mình nên chú là phải lo cho cả gia đình nữa, thì có chi tiêu trong nhà của mình có đủ không cô? Nó thiếu hụt đủ thứ hết trơn. Thiếu nợ, hỏi nợ, lo bệnh như này chả không nổi luôn. Dạ. Rồi lo mằn, rồi không có ruộng đất, rồi mằn mướn khi được khi không. Rồi thuốc men ăn uống nữa, rồi là thiếu hụt hoài, đâu có mà dư được đâu. Dạ. Bình quân nó thông thường là bao lâu thì sẽ bị một lần là bị lên cơn động kinh hả cô? Đêm nào cũng vẫn có, mà ít nhiều thôi. Thì giật sáng đêm luôn đó. Đêm nào cũng vẫn có giật hết, nhưng ít nhiều, nhưng đêm 2-3 lần có, đêm 10 mấy lần, 20 lần cũng có. Dạ. Rồi mình đó. Mỗi lần mà buổi tối là mình có ngủ chung không, đó hay là sao cô? Ngủ đây nó hả? Ngủ chung. Vậy là ngủ với nhỏ bé, hàng bé đó, còn chị ngủ ở đây với bé này. Dạ, vậy là phải ngủ để canh luôn. Dạ, đúng rồi. Rồi vậy mà đêm nào mà giật nhiều là mình đâu có ngủ ngay gì được đâu. Không, sáng đêm không ngủ luôn. Rồi biết cái đầu ẩm lên, để lên trên mình vậy nè. Để dạ. Mình cái đỡ cái đầu lên, cái mình vỗ, mình bóp tiếp chứ làm gì vậy. Thấy quá cái đầu cái kêu bác sĩ qua bơ vô nước biển chích bồi dưỡng đưa thuốc uống chừng 10 ngày vậy đó. Dạ. Thì ngày hôm nay thì con đến đây con thăm gia đình của mình thì cũng được biết hoàn cảnh của bạn Trân thì cũng thấy rất là thương luôn. Trước đó thì cũng nhờ sự giới thiệu của cô Minh cho nên là con mới biết đến. Dạ thì hôm nay con ghé thăm thì trước tiên là để hỏi thăm sức khỏe và sau đó thì có một cái phần quà con xin đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Nghiệp và cô Dung, thì con gửi tặng đến cho gia đình của cô chú với lại bạn Trân nha. Dạ đây con gửi cho cô nha. Dạ, cô mở ra xem giùm con nha. Dạ, số tiền đó là 1 triệu đồng cô nha. Dạ, con cũng xin cảm ơn cô với lại các bạn Thường Quân là mấy cô mấy chú cũng giúp đỡ cho anh Trân, cũng rất cảm ơn. Dạ, hy vọng là sức khỏe của bạn Trân sẽ như thế này nha, sẽ tốt hơn mỗi ngày, dạ. Không có còn bị động hay là bị giật gì nữa để mà có thể ăn uống được, để mà lên ký được chứ em con thấy ốm quá chuyện ốm rồi. Bây giờ đỡ hơn, bà hổng ốm mà nó ngồi không có nổi, dạ. Không nổi luôn. Dạ. Nè, đỡ hơn bà hổng nhiều. Dạ. Gán cố gắng lên nha, dạ. Cô và chăm lo cho gia đình với lại chăm sóc cho bạn nữa. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Cảm ơn chú.